Rồi, xin chào các bạn, lại là mình đây, mình quay lại rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chương trình mở hộp và trên tay nhanh sản phẩm với một cái món hàng mới mình vừa mới nhập về từ bên Shopee nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay thử ra xem bên trong nó có cái gì nha các bạn. Đây, vỏ hộp đây nha. Đấy, thì cái hộp này thì nãy mình cũng đã có rạch ra rồi, nhưng mà mới rạch cái hộp này ra thôi, còn bên trong có cái gì thì mình cũng chưa xem. Đấy. Ok, đây là sản phẩm Soundpeed True E2. Đấy. Mặt trước cái này nó sẽ hiển thị cái màu sắc của sản phẩm ở đây này các bạn ạ. Nếu cái này của mình là màu đen đấy. Đấy, đây có hình một cô gái. Rồi, đây là phiên bản 2021. Các cái cạnh thì chúng ta có các cái thông tin về sản phẩm. Đây, bên này, đấy. Và ở dưới cùng cạnh đáy đây thì chúng ta có cái số series này, rồi thông tin về nhà phân phối. Đấy, đây là sản phẩm chính hãng nha các bạn. Rồi, trong này có một cái sách hướng dẫn sử dụng nữa. Đó, hướng dẫn sử dụng tai nghe True E2 này. Nó mình thấy thắc mắc là tại sao nó lại không nằm trong hộp này mà nó lại làm riêng rời ra bên ngoài như này. Đấy. Nhưng mà có một cái mình không thấy hài lòng lắm là trong hộp nó chỉ cho mình như thế này thôi. Đóng gói thì khá là sơ sài. Cái này mà chẳng may mà vận chuyển mà nó bị xô, nó lệch, nó móp méo đi thì rất là nguy hiểm. Nó không cho mình được cái túi bóng bóng đấy, thì cái đấy là một cái là cũng hơi mình không chưa thấy hài lòng lắm nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp này sang một bên, mình sẽ mở ra xem sản phẩm này nó có cái gì trong nhá các bạn. Rồi, đây còn nguyên siêu luôn này, bây giờ mình sẽ bóc siêu sản phẩm này ra này. Nhưng mình chưa biết là rạch nó như nào đây. Rồi, mình rạch ra được chỗ này rồi, mình sẽ bóc ra. Cảm giác đây là lần đầu tiên mình mua một cái tai nghe True Wireless kiểu này. Cái trước của mình thì nó là cái JBL TVS 110 hay 120 gì đấy, mình không nhớ. Nhưng mà cái đấy do là chuyển nhà lung tung là mình đã làm mất rồi. Bây giờ mình mua một cái khác. Cái này mình mua trên Shopee thì cái đợt khuyến mãi là 719.000 nha, có mã khuyến mãi giảm giá các thứ 719.000. Thì bạn nào mà mua giá tốt hơn ở đâu được đấy thì bạn chỉ cho mình. Có nhiều shop bán rẻ, shop bán đắt, nhưng mà mình thì chọn cái gian hàng chính hãng của Soundpeed, bởi vì thật sự ra cái nguồn gốc xuất xứ nó cũng rất là quan trọng, mình quan tâm. Trên mạng thì có nhiều shop nên mình cũng không biết được thực hư là cái nào chất lượng đúng và cái nào mà không phải của nó, nên là cũng tâm tư lắm. Nên là mình quyết định là mình mua trên gian hàng chính hãng. Rồi ở đây thì đây, kéo cái này ra rất đơn giản thôi các bạn. Đấy, hộp này đây. Rồi, cái sản phẩm này của chúng ta thì nó sẽ có cái đóng hộp nhìn rất là sang trọng nhưng không phải sang chảnh. Màu đen, đây là sản phẩm màu đen nhá. Mình thì lúc đầu mình đặt màu trắng, nhưng mà mình nghĩ màu trắng thì nó sẽ không có được khỏe khoắn lắm, thì mình nam giới mình dùng màu đen thì có vẻ là thích hợp hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem trong này nó có cái gì. Rồi, cái mở hộp nó cũng dễ lắm. Mình lại thấy hơi lạ là tại sao nó không có những cái siêu gì đấy như là giống như của điện thoại, nó chỉ có như thế này thôi. Rồi, mở ra. Đây, ở trong thì chúng ta sẽ có nhá, hộp mà sạc này, đốc sạc này. Cái này rất là bé, kích thước của nó rơi vào khoảng tầm nó bằng một cái hộp phấn con của chị em phụ nữ ấy. Đây các bạn nhìn, hai cái đốt tay của mình nó rơi vào khoảng tầm 4,5 cm. Đấy, thì nó vừa ngắn hơn cái đốt tay của mình một chút. Đấy, đằng sau đấy, coi như là con nguyên siêu. Cái này là chân sạc là USB Type-C nha các bạn. Rồi, ở trên này thì nó có hai cái nút tai nghe này. Đấy, đây là mới là nhân vật chính của chúng ta này. Đấy. Rồi, đây mình sẽ lấy hai cái nút tai này ra. Cái này nó sẽ làm theo dạng giống như là AirPods, mặc dù mình chưa dùng AirPods bao giờ hết. Cái lý do mà mình mua loại này chứ mình không dùng loại nút tai, loại AirPods ấy, là tại vì là mình hay nằm xem, thành ra mỗi lần mà cái tai trước của mình là nó bị cái nút nó nhấn vào trong tai thì hơi đau, nên là quyết định là lần này mình sẽ thử nghiệm cái loại này xem là nó như thế nào. Đấy, thì đấy, đây là cái tai của nó nhá, các bạn nhìn này.
đây là có hai cái chân sạc này. Đấy, chân sạc ở đây này. Rồi, cái phần logo này. Ô, cái này nó có lên đèn nháy báo pin luôn nha các bạn. Rồi đây, bây giờ mình sẽ bỏ hai cái này ở đây. Pin sẵn luôn rồi. Rồi mình để ở đây. Rồi mình xem bên trong có cái gì nữa nào. Cái này là một miếng mút này. Ở dưới là có một cái gì đó. Ở dưới chúng ta không có gì cả, có mỗi một sợi dây sạc này thôi. Rất là đơn giản, gọn nhẹ như thế này thôi. Ngoài ra không có cái gì cả các bạn. Có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Cái cuốn này thì chắc là mình cũng không đọc đến, nó là nhiều ngôn ngữ lắm. Nhưng mà chúng ta có một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ở bên ngoài rồi, nên là hầu như chắc cái này mình cũng không dùng tới đâu. Cái dây này cũng để đây thôi. Rồi đấy, đấy là sơ bộ về sản phẩm nhé. Bây giờ mình sẽ bóc siêu cái hộp sạc ra xem nó có cái gì bên trong. Tuốt cái này ra. Rồi, ok. Để cái này lại vào đây. Rồi, đóng lại. Thế là xong cái hộp. Rồi, ok. Mình thấy hơi bất ngờ vì cách đóng hộp nó rất là khá là đơn giản. Rồi, để lại. Xong. Rồi, giờ mình mở cái này ra này. Xem bên trong nó có gì. À, đây. Bên trong cái hộp này chúng ta sẽ nhìn thấy có cái chữ Saupit này. Đấy. Rồi, ở mặt dưới thì không có gì cả. Cạnh bên có cổng sạc, bên cạnh không có gì. Hai cái, hai bên là chúng ta sẽ lấy cái tay này, chúng ta bỏ vào đây. Đấy, nó sẽ tự hút vào. Tương tự bên này cũng thế, tự hút vào. Rồi, cái ngàm này thì nó khá là chắc nha các bạn. Đó. Nó hít được hay sao ấy, đây này. Đấy. Khá là zip chứ không đến nỗi lỏng lẻo đâu. Tất nhiên là đồ với mức giá này thì mình không thể nào mà đòi hỏi quá cao như cái tầm giá mà mấy triệu được, nhưng mình thấy khá là thú vị về cái hộp này. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái sách hướng dẫn này ra là cái quan trọng nhất này. Rất là nhiều bạn, ngay cả mình luôn, bối rối bởi vì không biết là cách sử dụng như thế nào. Thì đây mình sẽ để luôn, đọc luôn ở đây xem nào. Hướng dẫn kết nối. Lấy hai tai nghe ra khỏi hộp sạc cùng một lúc, hai tai sẽ tự động kết nối với nhau. Một bên sẽ nhấp nháy bên đèn trắng, bên còn lại nhấp nháy đèn đỏ trắng. Mở Bluetooth trên thiết bị, tìm tên Saupit True Air 2 và kết nối. Tai nghe có thể nhớ thiết bị kết nối trước đó. Khi đã kết nối Bluetooth giữa thiết bị với tai nghe, nó sẽ tự động kết nối lấy ra khỏi hộp. Nếu chúng không tự động ghép nối tai nghe, vui lòng chọn tên ghép để kết nối lại. Đây, các chức năng này, rất nhiều. Đấy. Reset tai nghe, xóa hết lịch sử Bluetooth giữa tai nghe và thiết bị của bạn. Đặt hai tai nghe vào hộp sạc và chắc chắn nghe được sạc hiển thị. Nhấn giữ cả hai MFB trong 10 giây cho đến khi đèn báo chuyển sang màu trắng hai lần. Rồi, đây là kết nối thì cũng dễ thôi. Đấy, có số điện thoại ở đây luôn. Rồi, hướng dẫn này. Cái này nhấn giữ 2 giây là gọi điện à? Nhấn 1,5 giây là bấm lùi chặn cuộc gọi này. Giữ 3 giây à? Nhấn 3 lần là để ghi âm hay cái gì đấy. Đại khái là trong cái này mình cũng chưa có thời gian nên mình sẽ nghiên cứu sau. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thử cái cách đeo nó như thế nào nha các bạn. Rồi, đây mình tạm cất đây đã. Rồi, mình sẽ quay cái cạnh. Rồi, đây bây giờ mình sẽ mở cái tai nghe này ra nhá. Mở ra này. Bây giờ mình sẽ thử cách đeo thôi, còn chất âm các thứ thì mình chưa có thời gian nên mình sẽ không thử được ngay bây giờ. Mình sẽ chỉ thử cái cách đeo và xem nó có bị dễ bị rơi không thôi. Đây, mình tháo một bên này ra. Nhét vào đây. Nghe khá là rõ đấy các bạn ạ. Đây này. Đấy. Nó sẽ như thế này. Nhưng mà bên tay trái có vẻ giống như là nó hơi bị lỏng, mình chưa thử lắm. Đây, rồi. Cái bên tay phải bên này thì không biết là do kết cấu cái tay của mình nó vừa hay như thế nào đấy, nhưng mà cái tay bên trái thì cảm giác là nó dễ lỏng, nó dễ bị rơi lắm. Đây này. Cầm lắc thử cái đầu xem. Chưa rơi. Gật lắc không vấn đề gì hết.
Đấy, nhưng mà cảm giác rất là dễ bị rơi nha các bạn nhá. Nên là mình thì cũng có đặt mua một cái giống như cái miếng cao su để mình lót vào đây này cho nó dày lên. Thì mình sẽ bao giờ cái món đấy về hàng thì mình sẽ thử. Đấy, nhưng mà cái cảm giác ban đầu là khá là thoải mái. Mình chưa biết chất âm như thế nào cả, mình chưa có thời gian để mình thử. Nhưng mà đây, đây là cái cách mà mình đeo nha các bạn. Đấy, sẽ đeo như thế này. Rồi, còn cái động tác vuốt chặn như thế nào đấy thì mình sẽ nghiên cứu theo cái hướng dẫn sau. Nói chung là hướng dẫn tiếng Việt thì cũng dễ sử dụng lắm. Mình sẽ làm một cái gọi là cái bài đánh giá ngắn ngắn rồi. Thật sự là giờ mình hơi bị bận, mình không có nhiều thời gian lắm để làm. Nên là mình mở hộp nhanh thôi. Đấy. Rồi, đây là cách đeo này. Nó rất dễ rơi. Đấy, mình nói lại là đối với những bạn nào mà tai mà cái khung tai hơi to thì nó sẽ rất là dễ rơi nha các bạn, nên là lưu ý cái chỗ này. Cái loại nút thì thật sự là nó sẽ khó rơi hơn, nhưng mà nó lại khiến cho chúng ta khi mà mình ví dụ mình nằm ngủ nó rất là dễ bị đau, nó cấn vào trong tai nó hơi khó chịu một chút. Cái này thì mình đeo thì khá là thoải mái. Đấy, đeo rất là thoải mái. Đấy, nhưng mà cái bên phải này này, cái này thì nó sẽ khít hơn một chút, và cái bên trái thì nó hơi lỏng, là do kết cấu tai mỗi người thôi. Thì mình cũng sẽ có cái cách để mình khắc phục nó. Thì bao giờ về hàng hai món kia mình sẽ review lại cho các bạn nhé. Rồi, cái bài mở hộp và đánh giá nhanh cái sản phẩm này thì mình cũng kết thúc tại đây. Xin chào các bạn.